cũng như ngoài nước. Một là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống như cô chú chị. Thì cô chú chị ơi, thì cái ngày hôm qua thì cái câu chuyện lùm xùm của trợ lý của anh Nguyên Vũ thì nó cũng gây một cái làn sóng xôn xao trong dư luận trong suốt thời gian qua, mà cái vụ cái drama của Hồng Loan thì trên một cái bài viết của anh Nguyên Vũ thì cũng chia sẻ để cho tất cả cô chú chị được rõ nha. Đây cả nhà cùng xem nha. Thì anh Nguyên Vũ cũng chia sẻ trên cái bài viết rằng á, là cái cây muốn lặng mà gió không muốn ngưng. Đây là việc tung tin sai sự thật, xin lỗi tiền tỷ đã khiến cho vệ sĩ riêng của Nguyên Vũ bức xúc và tự đi gặp riêng các anh em YouTube để nói lên sự việc. Giờ Vũ là ship bạn ấy nên Vũ xin nhận trách nhiệm về mình và nói ra một lần cho xong để mọi chuyện được khép lại. Danh dự, lòng tự trọng không bao giờ cho phép Vũ nhận lời xin lỗi kiểu như vậy, và mẹ của Vũ lại càng không bao giờ để việc này diễn ra. Một người chân thành thì dù hạt muối cắn đôi cũng vui, còn kẻ không biết điều thì dù có tiền tỷ cỡ nào cũng là vô minh. Vũ không biết ai đứng sau để chạy những bài như thế này để điều hướng dư luận, và cũng đã thành công khi ảnh hưởng đến danh dự của gia đình Vũ rồi. Vũ mong hãy dừng lại, đừng đưa tin không đúng như vậy sẽ làm tổn thương hơn. Vũ xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, và chân thành biết ơn và sự quan tâm động viên của mọi người dành cho Vũ. Thì cả nhà cũng hiểu cái ý của anh Nguyên Vũ chia sẻ rằng á, cho dù á mà cái dư luận này á mà tung tin sai sự thật thì không, mà cho dù có sự thật đi chăng nữa thì gia đình của anh Nguyên Vũ và mẹ của anh Nguyên Vũ không bao giờ chấp nhận cái lời xin lỗi, hoặc là không bao giờ tiếc những người nào á mà đã từng lên trên cộng đồng mạng mà bôi xóa danh dự, nhân phẩm, cái đạo đức của bản thân của mình, mà đến lớp đến nhà mà xin lỗi mẹ của anh Nguyên Vũ như thế nhà. Thì anh Nguyên Vũ chia sẻ rằng cho dù cái hạt muối mà nó mặn cỡ nào đi chăng nữa thì trong lòng mình cũng cảm nhận được nó là mặn, mà cho dù người đó có tiền tỷ cỡ nào đi chăng nữa mà cái tâm mình không tốt, mình nấu lên mà không đúng sự thật, mình nấu lên cho dù mà không đúng sự thật đi chăng nữa thì không ai chấp nhận được cả nhà. Đó, cả nhà cũng biết cái vấn đề là không bao giờ có cái câu chuyện mà đến nhà để xin lỗi mà anh Nguyên Vũ tiếp đâu, hay là mẹ Nguyên Vũ tiếp. Nghĩ sao mà bây giờ tới thời điểm bây giờ á mà lên trên cộng đồng mạng mà chửi tới mức độ như vậy mà cũng không lết đến nhà để xin lỗi người ta. Cả nhà thấy là cái câu chuyện này nó thật sự là nó quá lố bịch cả nhà. Mà lên trên cộng đồng mạng mà còn dẫn dắt dư luận mà theo một cái chiều hướng khác nữa, nói là bây giờ đến nhà của anh Nguyên Vũ xin lỗi mẹ của Nguyên Vũ, rồi tung tin là cho tiền tỷ hay là tặng tiền tỷ đi nữa. Ủa, anh Nguyên Vũ là một người mà ở trong cái xã hội này ai của ai mà chẳng biết, lấy chi đâu mà đâu có thiếu tiền thiếu bạc. Cái danh dự và cái nhân phẩm, cái đạo đức của mình á là những người đó người ta thiếu, còn tiền bạc thì đối với anh Nguyên Vũ rất là lúc nào cũng có tiền đó anh. Thì nói chung á là tung tin sai sự thật, chưa có đến nhà xin lỗi, nhưng mà tung tin lên á là đã đến nhà xin lỗi mẹ của anh Nguyên Vũ rồi. Cho nên là ngày hôm qua á anh, là vợ sĩ riêng của anh ca sĩ Nguyên Vũ nha, cũng rất là bức xúc về là cái sự việc á là không có đúng sự thật như vậy. Cho nên là anh cũng đến nhà chị Loan nè, thì cũng gặp các anh YouTube trước nhà nha cô chú. Đó, thì anh cũng rất là bức xúc, anh cũng muốn là đứng lên để nói lên sự thật. Tại vì sao? Tại vì không có xin lỗi mà đã nói là xin lỗi rồi á cô chú anh chị. Cho nên là anh đó mới đứng lên, mới muốn nói là chuyện gì nó phải ra chuyện đó. Xin lỗi là xin lỗi, còn không xin lỗi là không xin lỗi. Chứ tại sao
không xin lỗi mà lại đi nói là xin lỗi thì anh không có chịu được đó anh. Đó, anh không chấp nhận được. Dạ. Cho nên là vệ sĩ riêng của anh ca sĩ Nguyễn Vũ á đến đây để gặp những em YouTube á để nói lên, mà cho dù nói lên anh cũng đã nhấn mạnh mấy điều. Dạ. Cho dù anh nói lên sự thật này mà anh ca sĩ Nguyễn Vũ á, cho dù có đuổi việc anh cỡ nào nhưng anh vẫn chấp nhận. Anh vẫn chấp nhận, trước khi anh đến đây anh đã chấp nhận được là đủ việc rồi. Anh phải nói lên sự toàn bộ sự thật. Tại vì anh cũng rất là bức xúc cái câu chuyện này rất là nhiều. Tại sao mà bây giờ mà không xin lỗi mà lại sao lên trên cộng đồng mạng mà la làng nói xin lỗi. Rồi cái dư luận nó sẽ đi một cái chiều hướng khác, nói rằng bây giờ á tại sao xin lỗi rồi mà anh ca sĩ Nguyễn Vũ lại nói là những điều đó. Cho nên là vệ sĩ phải nói lên toàn bộ sự thật cái câu chuyện đó. Cho nên là anh Nguyễn Vũ mới đứng lên đính chính lại. À, một người mà đã trung thành tới mức độ vậy làm sao mà đủ việc được, đúng không? Thì theo như em nghĩ đó nha, là anh vợ sĩ đó, là theo như em nghĩ á là em rất là trân trọng anh. Vì trân trọng là vì sao anh? Vì anh dám đứng lên đỡ là báo vợ anh ca sĩ Nguyễn Vũ đó, chuyện gì nó ra chuyện đó, chứ không phải là cứ anh ca sĩ Nguyễn Vũ á, nói chung là anh sống rất là tốt. Cho nên là anh vợ sĩ đó mới thấy bức xúc, mới đứng lên, mới nói hết trong lòng của mình. Dù anh ca sĩ Nguyễn Vũ có đuổi việc, anh cũng chấp nhận đó. Bởi vậy mà một người mà bảo vệ chủ của mình thì làm sao mà đủ việc cho được. Cho nên là cả nhà cũng biết rồi đó. Cái vấn đề mà bây giờ mà nó lập luận, cái dư luận nó lại theo một cái chiều hướng là nó trái ngược với cái lời mà mình xin lỗi. Mà cho dù cả nhà cũng hiểu, tới thời điểm tại bây giờ mà một lời mà lên bài viết mà xin lỗi cũng không được thì hỏi cả nhà này, một người này là không thể nào mà tôn trọng được. Bởi vì Bông Hậu lúc nào cũng nói bây giờ lên ủng hộ Bông Hậu, rồi Bông Hậu chào cả nhà, rồi Bông Hậu làm thế này thế kia. Ủa Bông Hậu làm thì kệ Bông Hậu, Bông Hậu sống mà không có một cái đạo đức, không có một cái gì mà trong cái dư luận này người ta chia sẻ nó đó. Mình phải đến nhà mình xin lỗi gia đình của Nguyễn Vũ, mà tới thời điểm tại bây giờ cứ im ra luôn à. Anh Nguyễn Vũ á, cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Anh muốn im cái câu chuyện này để cho Hồng Loan á, làm ăn buôn bán cho nó được, chứ không muốn là khơi dậy lên cái câu chuyện này. Càng làm ồn ào thì hai bên sẽ không tốt. Đó thì anh thấy không, cứ lên livestream chửi thì anh Nguyễn Vũ cũng im lặng không có nói gì nha. Mà cứ thấy không nói là lên chửi 3 lần livestream luôn anh. Đó, lên xúc phạm 3 lần luôn. Thì hỏi sao mà bây giờ anh Nguyễn Vũ thì không có muốn lên tiếng để cho nó ồn ào cái dư luận, nhưng mà anh vợ sĩ đó thấy vậy quá là bức xúc mới là lên tiếng nói thẳng cô Bông Hậu đó là làm như vậy là không có đúng nha. Một người hoa hậu mà sao quăng những cái lời nói ăn nói ra rất là thô tục luôn anh. Đúng rồi, tại vì một cái vệ sĩ của anh Nguyên Vũ á là đã đi theo Nguyên Vũ, đã biết cái tính cách của Nguyên Vũ như nào. Anh đã chia sẻ như thế này là cuộc đời của anh Nguyễn Vũ á, chỉ có anh nhà báo Song Minh là một người bạn thân. Dạ. Rồi hổng lại thấy anh Nguyễn Vũ rất là buồn, nhưng mà ở ngoài thì vui vẻ nhưng mà trong ánh mắt là rất là buồn. Thì anh là một vệ sĩ thì kề cận cái bên anh Nguyễn Vũ thì anh cũng biết cái tâm tư và cái tình cảm của anh Nguyễn Vũ như thế nào. Cho nên là cả nhà cũng biết á là anh Nguyễn Vũ trong thời điểm này rất là buồn cả nhà, nhưng mà tuy không nói nhưng mà rất là buồn. Đó thì cả nhà cũng biết là anh mới đứng lên nói chia sẻ đồng bộ cái câu chuyện sự thật này ra để cho tất cả mọi người đều biết. Thì trong đó thì có hai chiều hướng, một là ném đá, hai là quan hô. Nhưng mà cái điều đó thì nói chung là anh Nguyễn Vũ lên phân tích rồi, muốn cho cái câu chuyện nó im để cho Hồng Loan buôn bán. Thì phía bên Bông Hậu thì bây giờ không xin lỗi thì cứ để cộng đồng mạng người ta sẽ tự phân giải quyết, anh cũng không muốn nói nhiều. Đó thì em cũng chúc cho cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem dõi hết cái video của anh em tụi em. Chào cô chú anh chị nha.